Chào tất cả mọi người. Và hôm nay thì mình cùng với anh em cùng đi lắp cho khách bộ âm thanh. Và hiện tại thì đang ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu mọi người ha. Bộ âm thanh hôm nay mình lắp đó là hai trụ Electrovoice Yvonne 50M. Một khi nhắc tới Electrovoice thì chắc chắn rằng quý vị chúng ta cũng không còn lạ gì nữa. Thì đây là một thương hiệu cũng khá là đình đám ở tại thị trường châu Âu và cũng như thị trường Việt Nam. Theo như mình được biết thì khi mà mình mới tiếp xúc vào ngành âm thanh đâu đó cũng mười mấy năm là mình cũng đã thấy nó có mặt ở tại thị trường Việt Nam rồi và cũng khá là đình đám từ hồi đó rồi. Và dạo gần đây thì Electrovoice có ra thêm một số dòng loa column array, gọi là loa cột mọi người ha. Thì dòng loa này thì nó mang lại cái tính chất thẩm mỹ cao, gọi là không có quá cồng kềnh, gọn gàng, tiện lợi cho vấn đề khi mà chúng ta di động hoặc là khi chúng ta lắp vào những căn phòng mà chúng ta không có muốn những cái bộ âm thanh nó quá cồng kềnh, những cặp loa nó quá lớn đi, nó làm cho bị gãy đi cái view của cái căn phòng của chúng ta, thì chúng ta có thể lựa chọn những cái dòng loa cột column array như thế này. Thì nó rất là nhỏ gọn, nó không có làm cho cái view nhà của chúng ta nó bị chiếm quá nhiều diện tích, làm cho bị xấu đi cái view căn phòng của chúng ta. Thì chúng ta có thể lựa chọn những dòng này mọi người ha. Nó nhỏ như vậy thì âm thanh nó sẽ như thế nào, công suất của nó sẽ như thế nào, nó có ok hay không? Thì thực chất thì dòng loa này thì bên mình cũng đã test cũng khá là kỹ rồi. Với một trụ loa bé mà nhỏ như vậy mà công suất của nó đạt đâu đó là 1000W mọi người ha. Và bộ âm thanh hôm nay mình lắp đó là hai trụ cho căn phòng có tổng diện tích đâu đó là trên 50m2. Nói chung là một căn phòng cũng khá là rộng. Thì một lát nữa thì mình sẽ setup xong rồi mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe thử xem là với cái công suất và cũng như chất âm này được đánh trong không gian này thì cái âm thanh nó sẽ cho ra như thế nào. Thì để mọi người chúng ta sẽ cùng đánh giá. Và để thực tế hơn, đánh giá một cách khách quan hơn thì mình rất mong mọi người chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ ghé bên Thiên Vụ để chúng ta trải nghiệm thực tế, chúng ta nghe cái âm thanh thực tế để xem là những cái dòng loa cột column array nó bé nó nhỏ như vậy nhưng cái âm thanh của nó có dày và có đầy như những cái dòng loa 3 tấc, 4 tấc mà mọi người chúng ta thường dùng không mọi người ha. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình cũng đã có mời khách hàng test thử một vài đoạn nhạc rồi. Thì không biết mọi người chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận như thế nào thì chúng ta có thể để lại bình luận bên dưới. Thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo ha.